Pavard bị chỉ trích vì vào bóng nguy hiểm với Messi. Benjamin Pavard bị giới chuyên môn và người hâm mộ lên án sau pha bóng mang tính triệt hạ với Messi ở trận Bayern thắng PSG 1-0 tại lượt đi vòng 16 đội Champions League sáng 15 tháng 2. Cựu cầu thủ của Man City, Trevor Sinclair, phát biểu trên TalkSport về pha phạm lỗi của Pavard với Messi ở phút 90+2 trong trận thắng của Bayern Munich, thành thật mà nói, đây là pha vào bóng kinh khủng. Đó là pha vào bóng liều lĩnh, ngoài tầm kiểm soát. Pavard có thể khiến Messi gãy chân. Đấy là tình huống va chạm mà bạn không bao giờ muốn thấy trong trận đấu. Trọng tài đã rút thẻ vàng thứ hai với Pavard ngay sau tình huống vào bóng thô bạo của cầu thủ này. Về phía Messi, anh mới bình phục chấn thương. Ngôi sao người Argentina đã may mắn không dính chấn thương dù bị Pavard tác bóng nguy hiểm. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Messi vẫn ổn sau pha phạm lỗi và có thể chơi trận kế tiếp. Tôi không muốn thấy những pha xoạc bóng như vậy bởi nó có thể kết thúc sự nghiệp hay mùa giải của các cầu thủ, Trevor Sinclair nói thêm. Sau khi chứng kiến người bạn thân bị phạm lỗi thô bạo, Neymar tỏ rõ vẻ không hài lòng. Tiền đạo người Brazil tiến đến để chỉ trích Pavard. Tuyển thủ Pháp chỉ lặng lẽ rời sân trong tiếng la ó từ khắp khán đài sân Parc des Princes. Bayern Munich thắng 1-0 trên sân của PSG nhờ pha lập công của Kingsley Coman. Ở trận lượt về trên sân khách vào ngày 9 tháng 3, PSG cần thắng Bayern với cách biệt 2 bàn trở lên mới có thể tránh khỏi việc bị loại ở vòng 16 đội Champions League mùa thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, Bayern Munich sẽ không có sự phục vụ của Pavard do hậu vệ này bị treo giò.